rồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Thái Chuối TV. Xin chào các bạn. Video hôm nay anh Thái làm gì cái gì đây? Đi theo anh. Đây, lâu rồi tem bọn mình chưa có thử thách cắm trại đúng không? Vâng. Mấy đứa khui cái lều trại này ra, sau đó chúng ta đi thử thách 24 giờ cắm trại sinh tồn. Ui. Cái này dễ để em ôm cho. Rồi, bé rồi. Oai. Bé ra gió. Mai anh Thái nhiều lều trại mà anh Thái còn mua làm gì nữa đây? Cái lều trại này nó khác hơn so với các lều trại khác thì phải mua thôi. Ô thế mở cho anh em ơi. Ừ, quanh một cái lều trại mãi mấy đứa không chán à? Vâng. Mà Vinh bảo khu lều trại đi ra ôm lều trại làm gì vậy? Cát cẩn thận không rách cái lều nhá. Vâng, mà em uy tín này em à. Ừ, chốc cát ra mà thủng mấy lỗ thì toang. Đây. Anh có nhầm không? Một cái lều mà nó nặng thế này á? Anh không nhầm, đây chính xác là một cái lều thôi. Cái lều này trị giá hơn 2 triệu các bạn ạ. Đây, hình cái lều ở đây. Wow. Wow. Chưa? Đúng lều rồi. Clip này anh Thái đầu tư đấy. Bỏ ra 2 triệu mua cái lều. Thôi anh Thái ơi, cái lều to đến thế này, đỡ ra làm gì cho mất công. Bây giờ chúng ta đi thực hiện thử thách với cái lều trại này thôi. Đúng vậy. Thế hôm nay làm thử thách gì với cái lều trại màu xanh này anh Thái? Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại màu xanh và chỉ ăn đồ màu đỏ. What? Sao lại thế hả anh Thái? Sao màu xanh này ăn đồ màu đỏ à? Tại vì là mình mua đồ ăn màu đỏ trước rồi. Có nhiều đồ ăn màu xanh mà anh Thái không mua? Ui giời ơi, tại vì là mình đặt cái lều trại màu đỏ ăn, nó lại giao cho cái lều trại màu xanh. Thôi cũng được, quan là được rồi. Có thử thách không? Có. Vậy thì hôm nay chúng mình sẽ thực hiện thử thách sinh hoạt trong lều trại màu xanh và chỉ ăn đồ ăn màu đỏ. Sao hôm nay không có chị Khanh ở anh Thái? Chị Khanh đi lao động rồi, tí chị về. Chị xin phép muộn một tí thôi. Vâng. Muộn 3 tiếng các bạn ạ. Vâng. Ui, gần okay. Tối rồi. Nào, bây giờ đi vào trong kia lấy đồ ăn mà anh chuẩn bị sẵn trong nhà ra đây. Đi vâng. Đâu? Đồ trong này. À đây rồi. Hôm nay ăn thách ăn đồ ăn màu đỏ, ta màu đỏ nhỉ? Vì ngày sự tinh này sổ với chai. Cái gì đấy? Mày cho cái gì vào đây hả nào? Đồ đấy. Ê, cái của anh Thái ăn vận ngoài mình nhập làm gì? Buồn thì đi ấy. Đây, hôm nay chúng mình có một cái địa điểm cắm trại mới. Mấy đứa thấy đẹp không? Đi đẹp anh ạ. Rồi, tất cả những cái đồ đạc mà bọn mình đã để đây rồi. Bây giờ mấy đứa làm gì đầu tiên? Dựng trại. Đúng rồi, mấy đứa lấy cái trại khổng lồ dựng lên. Mấy đứa nhanh. Vâng. Đấy, đây là tất cả những cái đồ ăn, đồ chơi và cả đồ giải trí nữa. Anh Thái mang đàn ra làm gì ấy? Đàn để giải trí còn gì nữa. Hôm nay mấy đứa thực hiện thử thách một ngày sinh hoạt ở đây cơ mà, đúng không? Vâng. Bây giờ Vinh đừng có nhiều lời nữa, dựng trại. Ok anh. Wow. Sao có đống lông chó ở đây nhỉ? Cái đấy là cái dây lều lông chó gì? Ờ, chắc là nhỉ. Bọn mình sẽ lắp cái khung của nó trước các bạn nhé. Cao quá, cái này phải nhờ anh Thái thôi. Làm cái này khó quá các bạn ạ, kiểu nó to quá, nó cao ấy. Được một đầu rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm đầu thứ hai. Sau một thời gian mày mò cách lắp trại thì bọn mình mới lắp được một phòng nữa các bạn ạ. Nào, nhưng mà nắp ngược cái cánh cửa rồi, xoay lại. Cho cánh cửa ra ngoài suối cho nó thơ mộng nhỉ. Vâng. Đấy, tối còn ngắm ma chứ. Nani. Các bạn ơi, vừa bọn mình lắp nhầm các bạn ạ, giờ phải lắp lại. Vừa lắp hết là bị cong một cây sắp gãy rồi. Hóa ra cái trắng này là lắp ở bên trong, mình lại đi lắp riêng. Chưa bao giờ thấy cái lều to thế này luôn. Nắp xong cái lều này là tối rồi các bạn ạ. Cái lều này rất là rộng các bạn ạ. Cái lều này phải cỡ 20 người chui vừa đấy. Đấy, đó. Lắp cái lều này rất là mất thời gian mọi người ạ. Nóng quá. Mình chui từ nãy giờ trong này nóng quá. Rồi, xỏ cây này vào đi Thương ơi. Cẩn thận rách nhá. Thương ơi, mày buộc đông để Tùng ấy giữ ấy cho. Wow, đây nó có cả cái để buộc cửa này. Công nhận là xịn xò đúng không? Vâng, to nữa chứ. Nó có cả cái để vén cái cửa lên này. Ơ, cái này bung chịu rồi này. 2 giây luôn. Tại sao mà cái lều khổng lồ nó lại không có cái lèn nhỉ? Nó rất là hoành tráng ở xung quanh. Mỗi tội ở dưới nó là không có cái gì luôn. À Khanh, ra lấy tấm lót
nó lên cái lều này vào. Tiến ôm đồ vào luôn. Lều này mấy đứa cảm thấy giống cái gì? Giống cái nhà anh ạ. Nhà anh ạ. Một cái nhà mà như kiểu cái tàu thuyền ấy. Giống như kiểu cái trang trại bên trong trồng cây ấy. Lều như kiểu lều ống cống ấy nhỉ. Bây giờ mấy đứa dựng xong lều có thấy mệt không? Mệt đấy. Rất là mệt các bạn ạ. Cái lều rất là to mà tàn trẻ trâu dựng này rất là mệt. Bây giờ mỗi đứa chạy nước, uống nước. Và... nay ăn đồ ăn một đũa các bạn nhé. Bây giờ bắt đầu uống sơ tin. 2, 3, 2. Đã quá các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người tổng thể cái lều trại này nhá. Mấy đứa đi review từng cái ngõ ngách một. Hôm nay là bọn mình sinh hoạt trong cái lều này ấy, không biết làm gì. Bây giờ uống xong đỡ khát rồi, bây giờ sẽ đi review, kiểm tra xem nó có chỗ nào rách không, ngày chốc nữa tối là mưa ướt hết nhờ. Vâng. À, đẹp đấy nhờ. Ui, đá chơi rách của anh Đá ơi. Anh đố à, cái chỗ này để ngăn phòng bên trong. Giờ mình sẽ mở cửa bên phòng bên trong các bạn nhá. Đấy, phòng ngủ, đấy, to rộng chưa các bạn ơi. Phòng này nó lại có cái này là cái sàn nhà các bạn, cứ gọi là cái sàn đi. Bên trong lại có sàn này. Đấy, bên ngoài là cái phòng chơi các bạn ạ. Sao lều mới mà đã có nhện rồi. Đấy, cái lều trại này rất rộng, mấy đứa thử nằm ngửa xem nó có đầy đủ chứa được hết cả tem không? Được anh Hải ạ. Thưa chú. Cái gì vậy, thỏ đi ăn. Ui. Cái lều trại tổng có 3 phòng các bạn ạ. Đây là phòng ngủ, còn 2 phòng kia là để giải trí, để chơi. Cho nên là nó không có cái phần bạt này là để lót này. Nằm đây sướng lắm các bạn ạ, không muốn dậy đi nằm đâu. Thôi mấy đứa dậy đi. Ở đây có một cái cửa sổ này các bạn, để cho nó thoáng. Đây có một cái cửa sổ nữa này. Ừ, bên này cũng có một cái nữa này. Ok, đây một cái nữa. Cái cửa to đẹp thế này mà không có cách mở nhỉ. Ừ. Wow. Đồ ăn để nhiều cái này vướng lắm. Bây giờ mình sẽ dựng bàn lên để đồ ăn. Chỗ này chỉ để ngồi thôi. Anh Quân Anh Tùng cho vào đây. Ok, vừa khít luôn các bạn ạ. Đấy, đúng chỗ ghế. Đây mà cái bàn nữa đi, ghế nữa ngồi ăn cơm được các bạn ạ. Bọn mình sẽ để đồ ăn đây, đến giờ ăn thì bọn mình sẽ ăn. Ơ, sao lại lạc quả dưa hấu màu xanh ở đây nhỉ? Ừ. Bên trong màu đỏ mà. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Vừa rồi chúng mình đã dẫn mọi người đi tham quan cái lều khổng lồ của bọn mình rồi. Thì hôm nay bọn mình sẽ sinh hoạt 24 giờ ở trong cái lều trại khổng lồ này. Trẻ trâu bánh bèo sẽ ở bên trong kia. Bọn mình là những con người mạnh mẽ, con người khỏe mạnh. Còn mình sẽ ở bên ngoài để canh giữ cái lều trại khổng lồ này. Còn bánh bèo ngủ bên trong kia. Không chịu đâu, không chịu đâu. Em vào trong ngờ. Không hổ danh, cả team gọi mày là BD. Không chịu đâu. Thôi, quyết định như vậy đi. Mạnh mẽ lên. Vâng. Mạnh mẽ lên. Yeah. Mấy đứa ở đây có thấy thơ mộng không? Có. Thơ mộng đúng không? Quy cho ma. Nước suối chảy róc rách, anh làm thơ cho mấy đứa nghe nhá. Vâng. Đấy, mấy đứa nghe này. Anh làm thơ 68 luôn này. Ngoài kia nước chảy róc rách. Róc rách. Trên cao chim hót. Chim hót. Quạc, quạc, quạc. Hả? Ừ, kiểu gì này? Sau khi dựng trại xong thì bọn mình cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian rồi. Tiếp theo là bây giờ chúng mình sẽ... hôm nay chúng mình phải sinh hoạt 24 giờ ở trong cái lều trại này. Không biết là làm cái trò gì cho nó hết, cho nó trôi nhanh thời gian đây. Thôi không lên thiên nữa. Để tiếp tục cái buổi sinh hoạt lều trại của team mình ngày hôm nay thì em xin có một ý kiến rất là quan trọng. Cái gì ấy? Cái gì? Cái gì? Cho em xin phép đi vệ sinh phát. Công nhận ý kiến quan trọng thật. Đúng rồi. Cho có đái ở đây khai loạn với cả chạy đi. Chỉ cần đi lặng hay sao các bạn ạ? Mình cứ nghe thấy tóm tóm ở dưới sông để mình ra xem thử nào. Ơ! Hãy ra! Bỏ ra! Bỏ ra! Ai ô đi mà! Bỏ ra! Trời sắp tối rồi các bạn ạ. Nhưng mà bọn mình cũng mới trôi qua được một ít thời gian thôi. Sắp tối rồi mà vẫn chưa đến giờ ăn thì ngồi thế này chán lắm. Anh mang đồ đi giải trí mà. Cả team mình vẫn nghe vẫn ngủ một tí đi cho đỡ thời gian. Đưa ấy cây đàn đây để anh sẽ hát bài tặng cho cả team cùng với mọi người đang xem video. Không phải cái này anh ôm cái này anh nén à. Anh to to vào. Đây là ukulele các bạn ạ. Mình phải dùng cây bố của cái đàn này. Để bắt đầu buổi văn nghệ ngày hôm nay, thầy chuối sẽ hát cho cả team nghe một bài. Vâng. Rồi. Văn nghệ văn nghiếc xong rồi vẫn chưa đói các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi đi. Đây mình có một cái bộ trò chơi ở đây cùng rất là wax slide. Rồi bây giờ ai chơi trước? Em.
mỗi người sẽ có 4 lượt bán. Em. Rồi, để tao chơi trước đi. Rồi để Tùng chơi trước đi. Bắn vào ô 50 sẽ có 50.000, bắn vào ô 25 sẽ có 25.000, bắn vào ô 100 có 100.000. Yeah! Người mà bắn ra ngoài sẽ bị người khác ra lệnh. Tùng ơi, cố lên. Yeah, xin rồi. Khanh ơi, bắt đầu nha. Cố lên Khanh ơi, cố lên Khanh ơi, cố lên Khanh ơi. Bắn đi. Bắn rồi. Nào đến lượt Vinh, cung đi em. Nào nào. Rồi, sẵn sàng chưa? Đi với ông đội. Đáp. Vinh thì đợt, cố lên. Rồi, đến lượt Thương rồi. Cùng ra cầm cho Tùng, ra cầm cho Thương bán. Thương thì không được tiền thôi, nhưng vẫn được ra lệnh cho mọi người các bạn ạ. Ô này nó không có ghi số bao nhiêu cả, không được tiền. Thương, nhắn ra lệnh cho Khanh làm gì đây? Chạy. Chạy đâu? Người vào sân. Làm gì có sân ở đây? Một. Lý xa mà lý nhê. Ăn lô ký ăn nhì nhì nhì. Như như như. Ăn nhì nhì. Ăn nhông nhô. Ăn nhì nhì. Ăn nhông nhì. Ăn nhô nhô. Mình ra kia bố cột. Ra kia bố cột. Ngay. Ngay. Còn ba đứa em ra lệnh một loạt luôn đi. Thảo, nhảy lên nhảy xuống 20 lần. Nhảy luôn, nhảy luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 lần. Tiếp cuốn. Ai cuốn, đếm từ 1 đến 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tối rồi, thắp đèn rồi này. Đấy, đây bọn mình có một chiếc đèn ở đây để cho sáng các bạn ạ, để quay cho các bạn nhìn thấy. Bây giờ bọn mình sẽ ăn bữa tối nhá. Để em quạt hoa quả tí trắng miệng. Ok. Thế để em mới Tùng đi chân lửa bếp nhá bọn anh Thái nhá. Ok. Còn em đi bóc mì tôm. Ok. Bọn mình cũng vậy. Mì cũng một đũa ạ. Mình còn táo một đũa các bạn ạ. Đây là nước ngọt nhá các bạn nhá. Bọn mình mang từ nhà đi, chứ không lấy nước suối đâu, nước suối bẩn lắm. Bọn mình lấy nước này để pha mì tôm ăn. Rồi sẽ ấm luôn. Yêu sao yêu thế là của chúng em. Chị ông đâu đâu đâu. Chị ông đâu 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 đâu. Chị bay đi đâu đi đâu. Chúng ta trong mưa nay. Ông hoàng trời bên trời. Hàng trên những cành vai em đã thấy chị bay. Chắc quen của chị ơi. Hôm nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm mình. Là còn đã không quay rồi. Chị vắng theo bố. Xôi rồi các bạn ạ, tối quá không nhìn thấy gì. Bây giờ mình sẽ đổ nước ra mì nhá. Mời các bạn ăn tối bọn mình nhá. Mời các bạn nhá. Tối nay bọn mình sẽ ăn mì và tráng miệng bằng trái cây, uống nước sờ tin. Bọn mình sẽ đi ngủ đây. Bọn mình đưa anh Thái chồng của trong này. Đứa. Quên mất, mấy đứa chưa ra chào các bạn nè. Cái clip của bọn mình kết thúc tại đây được rồi đúng không? Vâng. Hôm nay bọn mình trải nghiệm cái lều trại khổng lồ. Mọi người nếu mà có điều kiện thì có thể mua cái trại này về và cùng gia đình đi dã ngoại, đi cắm trại các bạn nhá. Nhiệm vụ của mấy đứa trước khi kết thúc video là gì? Các bạn hãy kêu gọi đi chứ hả? Like, chia sẻ video.
Ok. Đăng ký kênh và ấn vào cái chuông. Và đón xem video của bọn mình vào 5 giờ hoặc là 6 giờ chiều hàng ngày nha các bạn nhá. Bye bye các bạn. Bye bye.